Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức khởi công tuyến đường nối cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ với Vành Đai 3. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn dự lễ khởi công. Với tổng mức đầu tư hơn 3.240 tỷ đồng bằng nguồn vốn ngân sách, tuyến đường có chiều dài 3,4 km, mặt cắt ngang rộng 60 m, 6 làn xe. Đi qua địa bàn quận Hoàng Mai và huyện Thanh Trì, điểm đầu tuyến giao với cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, điểm cuối giao với đường Vành Đai 3. Công trình do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố làm chủ đầu tư, liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phương Thành, Công ty Cổ phần Đầu tư Cơ khí Xây dựng Thăng Long và Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492 trúng thầu thi công với thời gian dự kiến là 26 tháng. Khi hoàn thành, dự án sẽ hoàn thiện hạ tầng giao thông khung theo quy hoạch, giải quyết tình trạng ùn tắc, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho khu vực, đặc biệt là nút giao Pháp Vân, đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho quận Hoàng Mai, huyện Thanh Trì và khu vực phía Nam, Đông Nam thành phố. Trong 60 ngày thực hiện mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, gần 5.000 cán bộ chiến sĩ Công an thành phố đã trực tiếp tham gia vào thực hiện cấp căn cước công dân, kích hoạt định danh điện tử cho toàn bộ công dân cư trú trên địa bàn thành phố. Với quyết tâm cao, nhiều biện pháp, cách làm sáng tạo, Hà Nội đã hoàn thành chỉ tiêu cấp công dân căn cước công dân gắn chip về đích sớm hơn so với cam kết với lãnh đạo Bộ Công an. Tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2023, Công an thành phố Hà Nội đã thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip lần đầu cho hơn 6 triệu trường hợp công dân có hộ khẩu thường trú và tạm trú trên địa bàn thành phố, đạt 100% so với chỉ tiêu Bộ Công an giao. Cũng đến thời điểm này, thành phố đã thu nhận tài khoản định danh mức 1 và mức 2 là 5.330.114 trường hợp, đạt 89%. Đã kích hoạt tài khoản định danh mức 1 và mức 2 là 4.471.982, đạt 74,7%. Trong đó, đơn vị có tỷ lệ thu nhận và kích hoạt cao nhất vượt chỉ tiêu được giao là Tây Hồ, Hà Đông, Nam Từ Liêm và Sa Lâm. Trong những tuần gần đây, số ca mắc sốt xuất huyết tăng nhanh. Hà Nội có nguy cơ trở thành điểm nóng về sốt xuất huyết. Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, cuối tháng 6 và đầu tháng 7 năm 2023, trên địa bàn thành phố ghi nhận từ 130 đến 170 ca sốt xuất huyết một tuần, thì đến giữa tháng 7 đã tăng gấp khoảng 2 lần với 290 ca một tuần. Ngoài ra, ổ dịch cũng tăng gấp 3 lần từ 7 ổ dịch mới trong tuần 27, từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7, đã tăng lên 22 ổ dịch trong tuần thứ 28, từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 7. Từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố Hà Nội có tổng số 1.114 ca mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong. Số mắc tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2022 và số ổ dịch còn 27, trong đó ổ dịch có nhiều bệnh nhân nhất ở huyện Thạch Thất, Thường Tín. Nguyên nhân là do xử lý ổ dịch còn muộn, chưa triệt để, tỷ lệ phun hóa chất chưa đạt yêu cầu. Đặc biệt ở những khu vực có mật độ dân cư đông, nhiều nhà trọ, ý thức phòng chống dịch của người dân chưa cao. Thời tiết tại Hà Nội đang diễn biến phức tạp, nắng nóng, mưa nhiều, khiến chu kỳ của muỗi phát triển rất nhanh. Dự báo từ tháng 7 đến tháng 11, thành phố sẽ đối diện với nguy cơ rất cao bùng phát đợt dịch. Do đó, mỗi người dân cần thực hiện tốt khẩu lệnh, không có bọ gậy, không sốt xuất huyết. Đồng thời, người dân không nên tự mua hóa chất về phun, tránh ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Nếu có nhu cầu diệt muỗi thì người dân có thể liên hệ các đơn vị y tế dự phòng ở địa phương. Công đoàn ngành y tế Hà Nội đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 2 khóa 17, nhiệm kỳ 2023-2028. Trong 6 tháng đầu năm, Công đoàn ngành y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trong toàn ngành, trao 1.536 suất trợ cấp cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, đi thăm tặng quà động viên 23 đơn vị. Công đoàn cơ sở làm nhiệm vụ trực Tết Quý Mão, phối hợp với các đơn vị tổ chức Tết sum vầy cho người lao động. Công đoàn tập trung làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 100% công đoàn cơ sở tổ chức thành công đại hội công đoàn, tuyên dương khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố và Sở Y tế Hà Nội đánh giá cao Công đoàn ngành y tế thủ đô đã làm tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động. Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn ngành cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể, bám sát các văn bản chỉ đạo của thành phố, tiếp tục đoàn kết, có nhiều đổi mới trong lãnh đạo chỉ đạo công tác các cấp, làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động. Cụm thi đua số 5 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức hội diễn văn nghệ công nhân viên chức lao động thủ đô năm 2023. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ 17 và Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.
Hội diễn văn nghệ công nhân viên chức lao động thủ đô là sân chơi bổ ích cho đoàn viên người lao động được thể hiện tài năng, đam mê, phát huy sức sáng tạo, sự cống hiến của những cá nhân tập thể là những hạt nhân văn hóa văn nghệ trong phong trào công nhân viên chức lao động, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động, đồng thời tăng cường trong tuần 27 từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 7 tháng 7 đã tăng lên 22 ổ dịch trong tuần thứ 28 từ ngày 7 đến ngày 14 tháng 7. Từ đầu năm 2023 đến nay, thành phố Hà Nội có tổng số 1.114 ca mắc sốt xuất huyết, không có ca tử vong. Số mắc tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2022 và số ổ dịch còn 27, trong đó ổ dịch có nhiều bệnh nhân nhất ở huyện Thạch Thất, Thường Tín. Nguyên nhân là do xử lý ổ dịch còn muộn, chưa triệt để, tỷ lệ phun hóa chất chưa đạt yêu cầu. Đặc biệt ở những khu vực có mật độ dân cư đông, nhiều nhà trọ, ý thức phòng chống dịch của người dân chưa cao. Thời tiết tại Hà Nội đang diễn biến phức tạp, nắng nóng, mưa nhiều, khiến chu kỳ của muỗi phát triển rất nhanh. Dự báo từ tháng 7 đến tháng 11, thành phố sẽ đối diện với nguy cơ rất cao bùng phát